Tối qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực 3, các tỉnh thành phố phía Nam năm 2023. Đây là năm đầu tiên Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi có quy mô rộng khắp, sôi động ở tất cả các cấp, các địa phương, là sân chơi bổ ích, tạo không khí phấn khởi để người cao tuổi tiếp tục sống vui, khỏe, hạnh phúc. Liên hoan cũng là hoạt động tri ân sâu sắc đối với cán bộ, hội viên người cao tuổi tâm huyết với phong trào và công tác hội ở địa phương. Diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 9, liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Nam thu hút sự tham gia của 200 hội viên đến từ 14 tỉnh thành phố trong khu vực với các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Lễ bế mạc liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Nam năm 2023 và công diễn những tiết mục đặc sắc sẽ diễn ra vào tối nay.